giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Lãnh Thanh nói rõ về tình cảm với nam em, nếu bảo không yêu thì bị ném đá, còn yêu thì không đúng. Thời gian qua, nam em Lãnh Thanh vướng vào nghi vấn rạn nứt tình cảm. Gần đây nhất, người đẹp gốc Tiền Giang còn ẩn ý rằng cả hai gặp trục trặc vì xuất hiện trà xanh, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ. Netizen còn bắt gặp nam em hủy theo dõi với bạn trai trên Facebook và thường xuyên đăng những dòng trạng thái buồn bã, chất chứa tâm trạng. Thời điểm nhạy cảm này, cư dân mạng đang lục lại đoạn clip Lãnh Thanh trả lời câu hỏi về nam em trên sóng truyền hình vào một tháng trước. Thời điểm tin chia tay bắt đầu rầm rộ. Mình đang có một người bạn khá thoải mái, xong đùng một ngày mình áp lực cái việc mình phải yêu người ta như thế khán giả mới yêu mến. Tự nhiên mình mất tự do, mất đi sự tự nhiên của mình. Thế thì mình cứ loay hoay không biết bây giờ trả lời như thế nào. Nếu bảo không yêu thì bị ném đá, còn yêu thì có gì không đúng. Việc mình quý người ta, thích người ta là thật, mình cảm thấy như mất đi một người bạn thân thiết. Có thể thấy bạn trai nam em đã áp lực, cảm thấy gò bó khi trải qua giai đoạn công khai thể hiện tình cảm với người đẹp. Dù vậy, netizen mong rằng cả hai sẽ sớm vượt qua biến cố, thị phi để đến bên nhau. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.